Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Cập nhật về công nghệ thì tôi cũng xin chia sẻ, hôm nay tôi giới thiệu với quý vị là một cái máy làm mộng oval âm dương. Thì trước đây thì quý vị cũng có thấy là chúng tôi chia sẻ rất là nhiều, nào là oval 3 đầu, 5 đầu và 10 đầu. Nhưng mà riêng cái này nó khác biệt hơn. Ví dụ như là những cái mộng mà tôi đang có ở đây, đây là oval dương, đây là oval âm. Trên một cái chân ghế thì luôn luôn lúc nào ta cũng cần có hai cái mộng này. Hai cái mộng này là hai cái mộng chủ lực của về nội thất. Nhưng trên một cái máy thì hiện nay thì làm được rất là nhiều mộng. Riêng một cái máy oval âm này thì chúng tôi có thể làm được là 12 cái mộng. 12 cái mộng. Nhưng mà những cái mộng này thì chúng ta ít sử dụng. Những cái mộng như thế này thì chúng ta sử dụng thường xuyên hơn. Như ví dụ như mà ta khoan nè, ta đánh mộng oval nè, oval lớn và tạo rãnh, rồi oval đường cong, rồi những cái mộng này ta có thể chế theo theo cái cỡ, ta có thể bỏ một cái mặt bàn hay gì lên trên cái máy này, ta thao tác vẫn được. Với thương hiệu là Winmax. Winmax này là một công ty của Đài Loan, nhưng mà họ có nhà máy tại China. Và như quý vị thấy đây là một cái bộ phận so phôi, hệ thống so phôi bằng hơi. Tất cả chúng ta có 5 cái van, mỗi một cái thanh phôi chúng ta tương ứng với một cái van, để khi mà vô thì chúng ta có thể so phôi. Và đây là một cái hệ thống ben, khi chúng ta chúng ta thao tác xong thì chúng ta sẽ dỡ cái phần ben này vô. Và trên một cái máy này chúng tôi có là 8 cái thanh là kẹp phôi. Quý vị xem, bên trái của tôi là 4 và bên phải của tôi là 4. Khi mà sau khi chúng ta thao tác xong, chúng ta sẽ ấn cái bộ phận ben này, thì ben này có thể đẩy cái phôi lên một cách nhẹ nhàng. Thì những cái máy khác thì họ không có thiết lập về cái này, nhưng mà riêng máy này thì mình có cái hệ thống ben. Thì hệ thống điện của máy này gồm 3 cái motor servo. Thì cũng như những cái máy mà CNC khác thì chúng ta cũng có trục X, trục Y và trục Z. Và cái hệ thống điện với sử dụng 3 cái servo với thương hiệu là Delta. Thì quý vị cũng đã biết là Delta là một cái thương hiệu rất là lớn trong cái thị trường về điện tử ha. Và sau đó tiếp tục thì họ sẽ sử dụng 10 cái biến tầng. 10 biến tầng. Thì một cái biến tầng, ví dụ biến tầng lớn á, quý vị thấy hiện nay là chúng ta đã có hai loại biến tầng, một biến tầng lớn và một biến tầng nhỏ. Biến tầng lớn này thì 3,7 kW nha quý vị. Có thể tính là tương đương với là 5 HP. Và cái này là 2,2 kW. Có thể tính là khoảng chừng 4 HP, đại khái 4,5 hay đại khái là vậy. Thì quý vị cũng biết là vì sao họ sử dụng hai cái, mỗi một loại của biến tầng nó khác nhau. Thì mời quý vị theo tôi. Đây là 5 cái trục 2,2 kW ha, 2,2 kW. Và 5 trục ở phía sau thì đó là 3,5 kW. Một loại thì ta có thể là sử dụng rotor để lắc mộng, một loại ta sử dụng khoan. Mình sẽ thiết lập trên cái bộ điều khiển này. Và như quý vị cũng đã thấy là những cái máy xuất xứ từ China thường thường họ sử dụng ray tròn là đa số. Nhưng mà riêng cái máy này thì nhà máy họ sử dụng cái ray CNC là ray ngang. Ray này thì nó thật là chuẩn, chính xác. Và cái bộ điều khiển này thì rất là dễ dàng sử dụng. Chúng ta chỉ cần nhập số liệu và có thể đo kích thước và nhập kích thước vào, và chúng ta có thể sử dụng ngay. Những cái loại CNC này thì rất là dễ thao tác. Và quý vị cũng có thấy là họ sử dụng cái thương hiệu Hush CNC này của Đài Loan. Đa số là cái hàng này họ dòng hàng 2N. Tôi mời quý vị xem thao tác máy.
quý vị thấy phôi ra nhìn rất là chính xác và rất là chuẩn. Riêng cái máy này thì có thiết lập cho chúng ta một cái light ha, một cái đèn, để mà ánh sáng không đủ thì cái đèn này nó sẽ sáng lên được. Khi mà chúng ta phôi chúng ta dài á, thì khi mà chúng ta để một cái loạt dài, ví dụ thanh giường hoặc là những cái thanh khác mà dài, thì ta có sử dụng cái phần mà so phôi này, đẩy phôi lên để cho nó định vị vô, thì nó rất là thuận lợi và rất là có hữu ích. Còn đối với lại những cái phôi ngắn như thế này thì chúng ta lại không cần phải sử dụng tới những cái bộ phận này, cho nên là máy được thiết lập rất là đồng bộ. Chúng ta có thể là vừa xài sử dụng phôi dài mà có thể sử dụng phôi ngắn luôn. Đó quý vị xem ha, 10 thanh như một, tốc độ năng suất cho ra chúng ta, thời gian chúng ta không có nếu mà chúng ta làm sản lượng ghế bàn ghế chân nhiều, sản lượng lớn, thì chúng ta sử dụng máy này thì rất là hiệu quả. Đó là sơ qua sự khác biệt, có nghĩa là hàng ngày thì chúng tôi sẽ luôn luôn có những cái thiết bị để mà cập nhật đến quý vị. Và thêm một cái máy nữa là cái máy này là máy CNC oval dương, nhưng mà có sự khác biệt của cái máy này so với máy dương thì cũng khác biệt rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi sẽ mời quý vị xem một cái video sau. Nhưng mà cái máy này nó rất là đặc biệt nha quý vị. Thường thì chúng ta chỉ có đánh mộng hai đầu thôi, chúng ta không có kèm khoang trong đó nữa. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái máy này cho quý vị xem. Chúng ta cũng có hệ thống đưa phôi tự động vào, và chúng ta sẽ đánh mộng oval dương. Nhưng đặc biệt hơn thì chúng ta sẽ có một cái đầu rotor khoang ở phía trước. Thì những cái sản phẩm này á, là đáp ứng được những cái nhu cầu mà hàng xuất khẩu đi Úc hoặc đi Mỹ, thì rất là hữu ích khi mà sử dụng cái máy này. Như quý vị thấy là họ sử dụng những cái ray CNC để mà cái độ chính xác nó cao, và cái sản phẩm ra cũng là đạt được chất lượng tốt. Thì trong cái khâu mà định hình á, trong cái nhà một cái nội thất, thì cái khâu định hình nó khá là quan trọng, cho nên chúng ta nên chọn những cái sản phẩm nào mà để cho nó thích hợp, cũng như là nó sẽ thích ứng được nhà máy của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm tìm được vaccine, cũng như là những cái thuốc để chữa trị nhanh cho cái đại dịch nó qua mau, và chúng ta sẽ trở lại theo những ngày thường như trước đây. Hy vọng ngày nào chúng tôi cũng hy vọng là như vậy. Thì kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị.